Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị nghe các cuộc hiện ra của Đức Mẹ trên toàn thế giới của tác giả Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Teresa Mai Phương. Đức Mẹ Fatima. Tại Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917. Những thập niên cuối thế kỷ 19 và hai thập niên đầu thế kỷ 20 là thời kỳ đen tối và cũng đặc biệt nhất trong lịch sử quốc gia và dân tộc Bồ Đào Nha. Quốc gia này vốn theo thể chế quân chủ và hầu như toàn tòng công giáo cho tới những năm 1890 đến năm 1899 và thập kỷ đầu thế kỷ 20. Bồ Đào Nha là một quốc gia quân chủ và mộ đạo gắn liền với giáo hội công giáo. Thống kê nói vào thời gian này, có lúc cứ 9 người thì 2 người là linh mục hoặc tu sĩ. Từ những năm cuối thế kỷ 19, các lực lượng chống hoàng gia và giáo hội bắt đầu thành hình. Năm 1900, các lực lượng này kết hợp với nhau trong chủ trương vị vua cuối cùng sẽ bị treo cổ cùng với ruột gan của vị linh mục cuối cùng. Năm 1908, vua Charles đệ nhất và hoàng thái tử bị ám sát. Năm 1910, vua Manuel đệ nhất trốn sang Anh Quốc và chính thể Cộng hòa Cách mạng cầm quyền. Chính quyền này theo chủ trương Marxist, vô thần, xã hội tự do tư tưởng. Chính quyền mới đã cai trị dựa trên căn bản khủng bố tàn bạo và gây sợ hãi. Thống kê cho thấy, trong các năm 1911 đến năm 1916, ít nhất 17.000 linh mục, tu sĩ nam nữ bị giết, hoặc riêng rẽ, hoặc tập thể. Đôi khi, ruột gan và đầu của người bị giết bị treo vào cây sào, đem rỉu ngoài đường phố để khủng bố tinh thần các linh mục, tu sĩ còn sót lại. Tất cả các thánh đường đều bị đóng cửa hoặc tiêu hủy. Không một ai dám đi dự thánh lễ. Cả kinh mân côi cũng không dám cầu nguyện công khai. Ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh bị chà đạp giữa đường phố. Sự sợ hãi thống trị và tôn giáo như đã chết. Trong khi đó, Thế chiến thứ nhất, một trong những đại ác họa của nhân loại xảy ra tại Âu Châu. Thiên thần dọn đường. Năm 1915, Lucia dos Santos, một cô bé mập mạp, 8 tuổi, thuộc xóm Aljustro, giáo xứ Fatima, cùng với hai chị em cô Maria Rosa và Teresa Matias và cô Maria Justino thuộc xóm Velha, đang trăng cừu tại núi Cabeco. Ăn trưa xong, bốn cô đọc kinh mân côi theo truyền thống yêu mến Đức Mẹ tại miền Fatima. Chính lúc đó, các cô thấy một bóng người trắng hơn tuyết bay là lạ trên ngọn cây trong thung lũng phía dưới chân các cô. Riêng Lucia thấy bóng dáng này 3 lần nhưng không biết là gì.
đến năm 1916, bóng trắng này chính là thiên thần ba lần hiện ra với Lucia, và hai em họ là Jacinta và Francisco Marto. Lần thứ nhất, khi ba chị em đang chăn cừu cho gia đình tại Rosa Velha, thiên thần hiện ra với các em trong hang đá nơi các em ăn trưa và đọc kinh mân côi xong. Thiên thần nói với các em: "Các bé đừng sợ. Tôi là thiên thần hòa bình. Mời các bé cầu nguyện chung với tôi." Nói xong, thiên thần quỳ sấp mình tới khi trán chạm đất. Các bé cũng bắt chước thiên thần trong tư thế phủ phục đó. Khi đó, thiên thần dâng lời nguyện: "Lạy Thiên Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con tha thiết xin Chúa tha thứ cho những kẻ không tin, không thờ lạy, không cậy trông và không yêu mến Chúa." Sau khi dâng ba lần lời cầu nguyện này, thiên thần nói với các bé: "Các bé hãy cầu nguyện như vậy. Thánh tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria lắng nghe lời các bé cầu nguyện." Thiên thần hiện ra lần thứ hai với các bé tại núi Cabeco, trên đường các bé dẫn đàn cừu về nhà khoảng 9 hoặc 10 giờ sáng vì trời quá nóng. Thiên thần hỏi: "Các bé đang làm gì thế?" "Các bé hãy cầu nguyện thiệt nhiều. Thánh tâm Chúa Giêsu và Đức Maria yêu thương các bé. Các bé hãy liên tục dâng lời cầu nguyện và hy sinh lên Thiên Chúa tối cao." Lucia hỏi: "Làm cách nào chúng con dâng được các hy sinh?" Thiên thần đáp: "Các bé hy sinh trong bất cứ điều gì có thể và dâng lên Thiên Chúa làm của lễ đền tạ vì tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa và làm của lễ cầu xin cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Bằng cách này, các bé xin được hòa bình cho quê hương các bé. Tôi là Thiên Thần Bảo Vệ, Thiên Thần của nước Bồ Đào Nha. Trên hết, các bé hãy tiếp nhận và vâng chịu những đau khổ Chúa sẽ gửi đến cho các bé." Thiên thần hiện ra lần thứ ba vào mùa thu năm 1916, cũng chính tại hốc đá núi Cabeco. Ba chị em mục tử đọc kinh mân côi và lời cầu nguyện thiên thần dạy xong, thiên thần hiện ra, trong tay cầm chén thánh, và trên chén thánh, thiên thần cầm bánh thánh. Từ bánh thánh và những giọt máu chảy vào trong chén thánh, để chén thánh và bánh thánh trên không trung, thiên thần quỳ sấp mình xuống đất, đọc ba lần lời cầu nguyện sau đây: "Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, con thờ lạy Chúa thẳm sâu và dâng lên Chúa thân xác, máu và linh hồn cực châu báu và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong các nhà chầu trên khắp thế giới, để đền tạ những tội xúc phạm, những tội bất kính và hững hờ chính Chúa Giêsu Kitô phải chịu. Nhờ công nghiệp vô cùng trái tim cực thánh Chúa Giêsu và công nghiệp vô cùng Đức Maria, con nài xin Chúa thánh hóa các người tội lỗi khốn nạn." Thiên thần đứng dậy, cầm chén thánh và bánh thánh, đặt bánh thánh vào lưỡi Lucia. Thiên thần cho Jacinta và Francisco uống máu thánh. Khi phân phát mình và máu thánh Chúa cho ba bé, thiên thần nói: "Các em hãy ăn mình và uống máu thánh Chúa Giêsu Kitô bị loài người xúc phạm kinh khủng. Các bé hãy làm việc đền tạ vì tội lỗi nhân loại
và an ủi Thiên Chúa của các bé. Thiên thần lại sấp mình xuống đất, đọc chung với các bé 3 lần lời nguyện. Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh. Sau đó, thiên thần biến đi. Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất. Chúa Nhật, ngày 13 tháng 5 năm 1917, sau khi đọc kinh Mân Côi, ba chị em Lucia, Jacinta và Francisco đang chơi vui ở sườn đồi Cova da Iria Fatima. Bất chợt, các bé thấy làn ánh sáng lạ như chớp. Ba chị em bàn nhau gom cừu, định dẫn về vì sợ bão. Khi gần tới cây sồi lớn, các bé thấy một làn chớp sáng hơn nữa từ cây sồi phát ra. Lucia, Jacinta và Francisco dừng chân nhìn lên và thấy một vị phụ nữ xinh đẹp đứng trên đỉnh cây sồi. Người nói: "Các con đừng sợ, mẹ không làm hại các con đâu." Các bé lặng lẽ ngây ngất chiêm ngưỡng đấng hiện ra. Sau một lúc chiêm ngưỡng say sưa, Lucia mạnh dạn hỏi: "Thưa bà từ đâu tới?" Vị phụ nữ từ ái trả lời: "Mẹ từ thiên đàng đến." Cô bé hỏi tiếp: "Và bà muốn chúng con làm gì?" Người đáp: "Mẹ đến xin cả ba các con đến đây 6 tháng liên tiếp, vào ngày 13 mỗi tháng, cũng giờ này. Khi đó, mẹ sẽ cho các con biết mẹ là ai và mẹ muốn điều gì. Sau đó, mẹ sẽ trở lại đây lần thứ 7. Được khích lệ, Lucia hỏi thêm: "Con có được lên thiên đàng không?" "Có, con sẽ được lên thiên đàng." "Còn Jacinta?" "Có." "Còn Francisco?" "Nó cũng được lên thiên đàng, nhưng nó phải đọc rất nhiều kinh Mân Côi." Lucia hỏi về người bạn mới qua đời: "Chị Maria das Neves có ở trên thiên đàng không?" "Có." "Còn Amelia?" "Cô đó sẽ phải ở luyện ngục cho tới tận thế." Sau khi trả lời các câu hỏi của Lucia, Đức Mẹ đưa ra lời yêu cầu quan trọng: "Các con có vui lòng tận hiến cho Thiên Chúa và chịu các đau khổ Chúa muốn gửi đến cho các con để đền tạ tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa và van xin cho các kẻ tội lỗi ăn năn trở lại không?" Lucia thấy lời yêu cầu này tương tự lời yêu cầu của thiên thần lúc trước và tin rằng hai em họ cũng đồng ý. Cô đáp: "Thưa bà, chúng con vui lòng." Các bé xúc động và quỳ xuống, sốt sắng dâng lời nguyện thiên thần dạy: "Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa trong phép thánh thể." Lúc sau, Đức Mẹ nói: "Các con hãy đọc kinh Mân Côi hàng ngày để xin hòa bình và chấm dứt chiến tranh." Tới đây, Đức Mẹ biến đi. Đức Mẹ hiện ra lần thứ 2.
ngày 13 tháng 6 năm 1917, Lucia, Jacinta và Francisco không dẫn đàn cừu đi chăng, mà lên đồi Cova da Iria với nhiều người đi theo. Mọi người đọc kinh Mân Côi, nhưng lâu quá không thấy Đức Mẹ tới. Mọi người chia trí, các bé cũng đứng lên một lúc. Lucia lại yêu cầu mọi người cầu nguyện kinh Mân Côi. Khi người ta muốn đọc kinh cầu, Lucia nói: "Không đủ giờ đọc kinh cầu đâu." Ngay sau đó, Lucia mừng rỡ reo lên: "Jacinta à, kìa Đức Mẹ tới, tia sáng vừa mới lóe lên." Lập tức, người ta thấy ba bé trong tình trạng xuất thần. Sau một lúc im lặng chiêm ngưỡng, Lucia hỏi: "Thưa bà muốn con làm gì?" Đức Mẹ nói: "Mẹ muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới, và mẹ muốn các con đọc kinh Mân Côi hàng ngày." Sau đó, Đức Mẹ vui vẻ nói: "Mẹ muốn các con học chữ, rồi mẹ sẽ nói cho các con biết mẹ muốn gì." Nhớ đến những ơn người ta nhờ Lucia chuyển lên Đức Mẹ, cô nói: "Có một người tật nguyền xin Đức Mẹ chữa anh ta." Đức Mẹ đáp: "Con hãy nói cho anh ấy biết, nếu anh ta ăn năn thống hối, anh ta sẽ được chữa lành trong vòng một năm." Lucia sung sướng vì được Đức Mẹ nhận lời, đã xin: "Con muốn xin Đức Mẹ đưa chúng con về thiên đàng." Đức Mẹ trả lời: "Được, chẳng bao lâu nữa, mẹ sẽ đưa Jacinta và Francisco về thiên đàng. Nhưng con phải ở lại thế gian lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con làm cho thế giới biết và kính yêu mẹ. Chúa Giêsu muốn thiết lập trên khắp thế giới việc kính yêu trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Mẹ hứa ban ơn rỗi linh hồn. Những linh hồn này sẽ được Thiên Chúa yêu thương như những bông hoa mẹ trang hoàng thánh ngai Thiên Chúa. Con sẽ phải ở lại thế gian lâu hơn." Như lưỡi kiếm xuyên thấu trái tim thơ ngây của Lucia, cô bé hỏi: "Con phải ở lại thế gian này một mình sao?" Đức Mẹ trả lời: "Không, con à, có phải điều này làm cho con đau khổ lắm không? Con đừng nản lòng, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ sẽ là nơi con náu ẩn và là đường đưa con tới Thiên Chúa." Khi nói lời này, Đức Mẹ mở rộng hai bàn tay và ánh sáng từ bàn tay Đức Mẹ tỏa ra bao bọc các bé. Mãi mê chiêm ngưỡng Đức Mẹ, các bé thấy người đưa chuỗi tràng hạt ra như thể nài nỉ các bé nhận và ấp sâu chuỗi vào trái tim. Kế đó, các bé bị thu hút bởi trái tim bị những mũi gai lớn đâm thấu mọi phía. Các bé hiểu rằng đang chiêm ngưỡng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria bị xúc phạm vì tội lỗi loài người, và trái tim này mong được đền tạ. Đến đây, Đức Mẹ biến đi. Lucia kêu lên: "Nhìn kìa, nếu các ông bà muốn thấy Đức Mẹ, người ra đi kia kìa, Đức Mẹ đi kia kìa." Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba. Hỏa ngục, chiến tranh
và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Lucia, Jacinta và Francisco có rất nhiều người cùng đi lên đồi Cova da Iria. Tới nơi, Lucia sướng và mọi người đáp kinh mân côi. Đọc kinh xong, Lucia đứng lên, nhìn về hướng đông, từ đó Đức Mẹ thường đi tới. Lập tức, Lucia la lên, bảo mọi người đang dùng dù che nắng giữa trưa. Xin các ông bà gấp dù lại, các ông bà hãy gấp dù lại, Đức Mẹ đã tới rồi đó. Các bé vui sướng chiêm ngưỡng Đức Mẹ. Lúc sau, Lucia hỏi Đức Mẹ. Thưa Đức Mẹ, hôm nay Đức Mẹ muốn chúng con làm gì? Mẹ muốn các con trở lại đây ngày 13 tháng tới và tiếp tục đọc kinh Mân Côi hàng ngày, dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, để xin được hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ một mình mẹ mới cứu giúp được các con. Lucia nói tiếp. Thưa bà, con muốn xin bà cho chúng con biết bà là ai, và xin bà làm phép lạ để mọi người tin bà đã hiện ra với chúng con. Vắng tắt, Đức Mẹ loan báo quyết định của người. Các con hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng. Đến tháng 10, mẹ sẽ nói cho các con biết mẹ là ai và mẹ muốn gì. Và mẹ sẽ làm một phép lạ để mọi người đều thấy và phải tin. Lucia xin Đức Mẹ chữa lành một số người và Đức Mẹ hứa chữa cho một số nếu những người đó đọc kinh Mân Côi. Sau đó, Đức Mẹ nói: Các con hãy hy sinh bản thân các con cho các kẻ tội lỗi và năn nhắc lại, nhất là sau mỗi lần các con làm việc hy sinh cho kẻ tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu, chính vì lòng yêu mến Chúa, xin cho các kẻ tội lỗi ăn năn thống hối và để đền tạ những tội lỗi xúc phạm đến trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Khi nói những lời này, Đức Mẹ mở rộng hai bàn tay như dáng điệu của linh mục khi chúc Chúa ở cùng anh chị em trong thánh lễ. Lập tức, Lucia kêu lên kinh sợ. Chỉ những người ở gần các bé nhất nghe được tiếng kêu này. Nhưng tất cả những người có thể nhìn được mặt các bé đều thấy rõ thình lình sắc diện các bé biểu lộ vẻ kinh hoàng và đau khổ. Vì khi Đức Mẹ mở hai bàn tay ra, những tia sáng phản chiếu từ tay Đức Mẹ như xuyên qua trái đất, và hỏa ngục mở ra trước cặp mắt kinh hoàng của các bé. Rúng động toàn thân, các bé ngước mắt lên cầu khẩn. Bằng giọng hết sức nhân từ xót thương, Đức Mẹ nói: Các con đã nhìn thấy hỏa ngục, nơi linh hồn những kẻ tội lỗi phải tới. Để cứu các linh hồn đó, Thiên Chúa muốn thiết lập khắp thế giới việc sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Nếu nhân loại thi hành điều mẹ dạy, nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và sẽ có hòa bình. Chiến tranh này sắp chấm dứt, nhưng nếu loài người không thôi xúc phạm đến Thiên Chúa, một chiến tranh khốc liệt hơn sẽ bùng nổ trong triều đại Đức Thánh Cha Pio thứ 11. Khi nào các con thấy một đêm bừng sáng do làn ánh sáng lạ, các con biết đó là dấu Thiên Chúa cho biết người sắp phạt thế giới vì tội ác của nhân loại bằng chiến tranh, đói khát, bắt bớ giáo hội và Đức Thánh Cha. Để ngăn cản điều này, mẹ đến
yêu cầu dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ và rước lễ đền tạ các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu người ta tuân theo những lời mẹ yêu cầu, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc tai ương khắp thế giới, xúi dục chiến tranh, đàn áp giáo hội, những người lành sẽ tử đạo. Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều. Nhiều quốc gia sẽ bị xóa trên bản đồ. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ sẽ vinh thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho mẹ và nước đó sẽ trở lại. Và một thời gian, hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Ở Bồ Đào Nha, đức tin sẽ mãi mãi được duy trì. Vì những lý do không tiết lộ, Đức Mẹ muốn thị kiến về hỏa ngục và lời tiên tri khủng khiếp về tai họa của thế giới phải được giữ kín. Đức Mẹ bảo các bé: "Các con đừng nói điều này với bất cứ ai. Tuy nhiên, các con có thể nói cho Francisco biết." Francisco được thấy Đức Mẹ, nhưng không nghe được các lời Đức Mẹ nói. Ngưng một lúc, Đức Mẹ nói tiếp: "Khi các con đọc Kinh Mân Côi, sau mỗi mầu nhiệm, các con hãy dâng lời nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi hỏa ngục, xin hướng dẫn mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn." Đức Mẹ hiện ra lần thứ 4. Không vào ngày 13 tháng 8, mà vào ngày 19 tháng 8 năm 1917. Ngày 13 tháng 8, 1917, khu đồi Kova Dairia đông đầy người chờ đợi các bé được thị kiến đến đón Đức Mẹ hiện ra. Nhưng đã quá trưa, không thấy bóng dáng các bé đâu. Mọi người nóng lòng trao đổi những nghi vấn về việc xảy ra cho các bé. Các bé không đến Kova Dairia được vì bị viên thị trưởng xí gạt, bắt cóc, đem đi mất. Tại tòa thị chính, các em bị phỉnh gạt, hăm dọa bỏ vào chảo dầu sôi, nạt nộ đủ cách. Bị nhốt qua đêm trong nhà giam cùng với các phạm nhân. Nhưng rồi sau cùng, viên thị trưởng vốn là người vô thần chịu đầu hàng và ngày hôm sau tha các em. 4 ngày sau khi các em được trở về, ngày 19 tháng 8 năm 1917, lúc khoảng 4 giờ chiều, người ta thấy nhiệt độ thình lình giảm xuống. Đồng thời, mặt trời nhuộm cả vùng quê và mọi vật bằng nhiều màu sắc khác nhau, như đã xảy ra tại Kova Dairia hôm 13 tháng này. Đức Mẹ hiện ra với các em trên cây sồi tại Os Valinghos, một đồng cỏ ở giữa Alchestro và núi Cabeco. Sau khi ngây ngất vì những yêu kiều diễm lệ của Đức Mẹ, Lucia hỏi: "Thưa Đức Mẹ, Đức Mẹ muốn con làm gì?" Đức Mẹ đáp: "Mẹ muốn các con tiếp tục đến Kova Dairia ngày 13 mỗi tháng và tiếp tục đọc Kinh Mân Côi hàng ngày. Đến tháng chót, mẹ sẽ làm phép lạ để mọi người phải tin. Tiếc thay, nếu người ta không đem các con tới thị trấn, hẳn phép lạ còn vĩ đại hơn." Đức Mẹ chấm dứt phần thông điệp bằng giọng vui vẻ, nói: "Chúa Hài Đồng Giêsu
sẽ cùng với Thánh Giuse đến ban phép lành cho thế giới, và Thiên Chúa sẽ ban hòa bình cho thế giới. Lúc đó, Lucia nhớ bà Maria Serira đã bảo cô hỏi Đức Mẹ về số tiền người ta dâng cúng mà bà đang giữ. Cô bé hỏi: "Phải làm gì với số tiền người ta để lại dâng cúng tại Cova da Iria hả mẹ?" Đức Mẹ đáp: "Sẽ làm hai chiếc kiệu mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Con và Jacinta với hai cô gái khác mặc áo trắng khiêng một kiệu. Francisco và ba bé trai khác khiêng chiếc kia. Số tiền trên hai chiếc kiệu đó sẽ phải dùng để mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi." Lucia dâng lên lời cầu khẩn người ta nhờ bé chuyển lên Đức Mẹ: "Nhiều người bệnh hoạn nhờ con xin Đức Mẹ chữa họ." "Được, mẹ sẽ chữa lành một số người trong vòng một năm." Đức Mẹ nói tiếp mà nét mặt người rất buồn: "Các con hãy cầu nguyện thật nhiều. Và các con hãy dâng hy sinh cho các kẻ tội lỗi. Nhiều linh hồn xa hỏa ngục chỉ vì không có ai dâng hy sinh và cầu nguyện cho." Đức Mẹ hiện ra lần thứ 5, ngày 13 tháng 9 năm 1917. Có tới 30.000 người từ rất xa đến cùng với những người ở gần, ở địa phương, đón Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria ngày 13 tháng 9 năm 1917. Trong số này, không thiếu những nhân viên chìm của chính quyền và người vô thần. Giáo quyền cũng quan tâm theo dõi. Giờ ngọ, 12 giờ trưa điểm. Mặt trời trong vắt, chói chang trên nền trời. Tiếng chuông báo kinh truyền tin vọng lên từ tháp chuông thánh đường Anthony. Mọi người theo dõi. Mặt trời dịu dần, mờ đi tới độ nhìn thấy những ngôi sao. Bất chợt, Lucia ngưng đọc kinh, mặt rạng rỡ, cô reo lên: "Kìa, Đức Mẹ đó! Tôi thấy Đức Mẹ!" Nhiều người nhìn thấy bầu ánh sáng trắng di chuyển từ hướng đông đi tới và ngưng lại trên cây sồi. Trong khi mọi người chứng kiến những thay đổi ánh sáng của mặt trời, các em đắm chìm trong thị kiến Đức Mẹ. Sau một lúc chiêm ngắm, Lucia hỏi: "Đức Mẹ muốn chúng con làm gì?" Đức Mẹ đáp: "Các con hãy tiếp tục cầu nguyện kinh Mân Côi để xin chấm dứt chiến tranh. Đến tháng 10, Thiên Chúa sẽ hiện ra. Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Mẹ Núi Carmel cũng sẽ hiện ra. Thánh Giuse cùng với Chúa Hài Đồng sẽ đến ban phép lành cho thế giới." Đến đây Đức Mẹ ngưng nói, nét mặt bớt uy nghiêm và bằng giọng hết sức dịu dàng, Đức Mẹ nói tiếp: "Thiên Chúa hài lòng với những hy sinh các con dâng, nhưng Chúa không muốn các con ngủ với thắt lưng vải đó. Các con chỉ mang thắt lưng đó ban ngày thôi." Ba em tự sáng chế và mang thắt lưng bằng vải cứng đâm vào da để dâng hy sinh cầu nguyện cho kẻ tội lỗi như Đức Mẹ dạy các em. Kế đó, Lucia nói với Đức Mẹ: "Người ta nhờ con xin Đức Mẹ nhiều điều. Một người câm điếc xin được chữa lành, những ơn xin ăn năn thống hối và những ơn xin chữa lành mọi thứ bệnh tật." Đức Mẹ trả lời:
mẹ sẽ chữa một số, nhưng không phải tất cả, trong vòng một năm. Nhớ lại lời bà Maria Carrera và một số người ngoan đạo khác mong muốn một nhà nguyện được kiến thiết ngay tại chính nơi Đức Mẹ hiện ra, và nhờ Lucia hỏi Đức Mẹ có cho phép dùng một phần tiền dâng cúng tại Cova da Iria vào mục đích này không? Lucia hỏi: Đức Mẹ có muốn một nhà nguyện nhỏ được kiến thiết tại chính nơi này với số tiền người ta để lại dâng cúng không? Đức Mẹ đáp: Có, mẹ muốn một nhà nguyện nhỏ được xây cất ngay tại chỗ này để dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Nhưng con nói với người ta chỉ dùng một nửa số tiền vào việc xây nhà nguyện thôi. Nửa số tiền còn lại sẽ dùng vào việc tôn kính và mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Hai cổ kiệu được mua bằng số tiền dâng cúng, còn phần lại được khiêng trên hai kiệu tới nhà thờ giáo xứ trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. Con và cha Jacinta với hai bé gái khác kiệu một cổ, Francisco và ba bé trai khác khiêng chiếc kia. Đức Mẹ biến đi sau khi hứa ban phép lạ cả thể vào ngày 13 tháng 10 năm 1917. Đức Mẹ hiện ra lần thứ 6, lần cuối, ngày 13 tháng 10 năm 1917. Phép lạ mặt trời vũ. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, trời mưa như chút, nhưng người ta đoàn đoàn lũ lũ từ muôn phương xa xôi đã bằng mọi phương tiện đến Cova da Iria. Nhiều người đến từ hôm trước. Lucia, Jacinta và Francisco phải được nhiều người lớn hộ tống mới đến được nơi cây sồi. Quá giờ ngọ, giờ chính quyền, nhưng chưa thấy dấu hiệu Đức Mẹ hiện ra. Nhiều người trong đó có cả một linh mục vốn hoài nghi, cố lôi các em ra khỏi chỗ các em đang chờ đón Đức Mẹ. Lucia và hai em kiên trì cưỡng lại mọi sức xô đẩy. Chỉ ít phút sau đó, Lucia ngẩng đầu lên để tiếng nói vọng đi xa: Xin im lặng, xin mọi người im lặng, Đức Mẹ đang đến. Chúng tôi vừa mới thấy làn chớp sáng của người. Bây giờ mới đúng là giờ ngọ theo mặt trời. Lucia, Jacinta và Francisco lúc này hoàn toàn đắm mình trong Đức Mẹ sáng chói. Hôm nay Đức Mẹ rực rỡ hơn những lần trước. Đức Mẹ sáng chói đến độ những tia sáng từ Đức Mẹ tỏa ra, dù không làm hư mắt các bé, cũng khiến các bé hấp háy lim dim mắt. Ngoài trừ ánh sáng rực rỡ hơn, Đức Mẹ vẫn y hệt như những lần hiện ra trước. Đức Mẹ cũng mặc chiếc áo ánh sáng trắng đó, tay người cũng chắp lại và xâu chuỗi đeo giữa hai bàn tay vòng qua lưng bàn tay phải. Vẻ kiều diễm của người vẫn y như vậy. Lucia quá ngây ngất quên cả nói. Jacinta thúc cùi chỏ khuỷu tay vào Lucia và nói: Lucia, chị nói với Đức Mẹ đi chứ, Đức Mẹ đang chờ đợi đó. Bừng tỉnh, Lucia nói với vị khách từ thiên đàng: Thưa Đức Mẹ, Đức Mẹ muốn chúng con làm gì? Đức Mẹ nói: Mẹ muốn một nhà nguyện được xây cất tại chính chỗ này để dâng kính Đức Mẹ Mân Côi.
các con hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Chiến tranh này sắp chấm dứt và binh sĩ sẽ hồi hương. Vì Đức Mẹ đã hứa hôm nay người sẽ cho biết người là ai, Lucia hỏi. Xin bà vui lòng cho chúng con biết tên của bà. Đức Mẹ trả lời. Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi. Nhớ đến vô số lời khấn nguyện người ta nhờ cô dâng lên, Lucia nói. Con có nhiều ơn muốn xin, nhiều người xin ơn lành bệnh và thống hối ăn năn. Đức Mẹ trả lời. Mẹ sẽ ban một số ơn xin, nhưng không phải tất cả. Những người đó phải cải đổi đời sống và xin tha thứ tội lỗi của họ. Rồi với nét mặt hết sức buồn sầu làm các bé xúc động, Đức Mẹ nói thêm. Người ta không được xúc phạm đến Thiên Chúa thêm nữa, vì Thiên Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Sau khi nói lời cuối cùng này, Đức Mẹ ra đi, quay mình lướt lên từ từ về hướng đông. Lucia nhìn mặt trời và lớn tiếng kêu. Hãy nhìn mặt trời kia! Và phép lạ vĩ đại mặt trời vũ bắt đầu. Mọi người ngước mắt nhìn trời. Mặt trời trông giống như một cái đĩa sáng rực rỡ, chói lọi nhưng không làm lóa mắt. Mặt trời đang run rẩy, có những cử động đột ngột. Mặt trời bắt đầu nhảy múa, rồi ngưng, rồi tiếp tục nhảy. Và rồi cái đĩa sáng chói đầy màu sắc rực rỡ chuyển động rất nhanh. Cái đĩa lửa quay tròn với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Như một bánh xe bằng lửa, mặt trời rơi khỏi không trung và tiến đến gần mặt đất với màu đỏ máu. Từ đám đông, những người có mặt hôm đó bỗng chốc vang lên những tiếng kêu la thất thanh sợ hãi. Sau cùng, mặt trời ngừng lại và trở về vị trí cũ trên không gian. Một sự lạ khác không thể giải thích là mọi người đang ướt đẫm dưới cơn mưa bỗng nhiên thấy mình hoàn toàn khô ráo. Sơ lược về Lucia, Jacinta và Francisco sau ngày Đức Mẹ hiện ra. Khi hiện ra lần thứ nhất, ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ hứa sớm đưa Francisco và Jacinta về thiên đàng. Lucia còn phải ở lại để truyền bá việc yêu mến đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Ngày 4 tháng 4 năm 1919, Francisco được mẹ Maria đưa về thiên đàng qua bệnh phổi. Ngày 20 tháng 2 năm 1920, mẹ đưa Jacinta về thiên đàng cũng qua bệnh phổi. Ngày 16 tháng 6 năm 1921, chị Lucia vào nội trú tại nhà dòng các nữ tu, dòng Thánh Dorothy, tại Aliso de Villa. Ngày 2 tháng 10 năm 1925, chị vào nhà tập lấy tên là Irma Maria Dos Doris, chị Maria Đức Mẹ Sầu Bi. Chị khấn trọn đời ngày 3 tháng 10 năm 1934. Sir Lucia qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005. Và ngày 13 tháng 2 năm 2017, được phong tước bậc tôi tớ Chúa. Vào ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, năm 1917 đến 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phong hiển thánh cho Francisco và Jacinta tại Linh Địa Fatima ngày 13 tháng 5. Năm 2017.
các đoàn hành hương ngày càng đông và các phép lạ ngày càng nhiều. Ngày 26 tháng 6 năm 1927, Đức Giám mục José Correa da Silva chính thức tới thăm Fatima. Ngày 13 tháng 10 năm 1930, trước hơn 100.000 người hiện diện, Đức Giám mục đọc văn kiện cảm động kết thúc bằng lời tuyên bố: "Chúng tôi cho rằng đúng." Tuyên bố xứng đáng tin tưởng những thị kiến các bé mục tử được thấy tại Cova da Iria, giáo xứ Fatima, thuộc giáo phận chúng tôi, vào những ngày 13 các tháng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917. Chính thức cho phép việc tôn kính Đức Mẹ tại Fatima. José, Giám mục Leiria. Leiria, ngày 13 tháng 10 năm 1930. Đền tạ trái tim mẹ các thứ bảy đầu tháng và dâng hiến nước Nga. Để bổ túc thông điệp về rước lễ đền tạ các ngày thứ bảy đầu tháng, ngày 10 tháng 12 năm 1925, mẹ Maria và Chúa Hài Đồng hiện ra với chị Lucia tại nhà dòng ở thành phố Tuy, Tây Ban Nha. Đức Mẹ cho chị Lucia thấy trái tim mẹ và Chúa Hài Đồng buồn rầu nói: "Con hãy xót thương trái tim rất hiền dịu này liên tiếp chịu tử đạo vì sự bội bạc của loài người mà chẳng có ai an ủi bằng việc đền tạ." Kế đó, Đức Mẹ ban thông điệp chính yếu này: "Này con của mẹ, con hãy nhìn trái tim mẹ bị gai nhọn vây quanh. Loài người đâm những gai nhọn này vào trái tim mẹ mỗi lần người ta lộng ngôn và bội bạc. Ít nhất, con hãy cố gắng an ủi mẹ. Mẹ hứa ban ơn cứu rỗi, giúp đỡ cần thiết trong giờ cuối cùng của cuộc đời cho những ai thành tâm đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ bằng cách xưng tội, rước mình Thánh Chúa, cầu nguyện 50 kinh mân côi và cùng với mẹ suy gẫm 15 màu nhiệm mân côi trong 15 phút, năm thứ bảy đầu tháng liên tiếp." Trong một tài liệu đề ngày 21 tháng 9 năm 1939, Đức Giám mục giáo phận Lê Iria giải thích một số điểm về việc đền tạ trái tim mẹ Maria như sau: "Việc xưng tội có thể được thực hiện trong vòng 8 ngày trước ngày thứ bảy đầu mỗi tháng, miễn là rước lễ trong tình trạng có ân nghĩa với Chúa. Nếu một người quên lập tâm đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Maria, thì việc lập tâm có thể được lập vào lần xưng tội kế tiếp. Việc suy gẫm gồm một hoặc nhiều màu nhiệm. Việc này hiển nhiên bao gồm hết cả 15 màu nhiệm hoặc riêng rẽ từng màu nhiệm một. Tùy theo cá nhân ưa thích hoặc lòng tận hiến. Tuy nhiên, mỗi tháng suy gẫm một màu nhiệm thì tốt hơn." Ngày 10 tháng 12 năm 1929, Đức Mẹ ban cho chị Lucia đầy đủ thông điệp về việc dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ khi chị đang quỳ chầu Thánh Thể lúc nửa đêm. Đức Mẹ nói: "Thiên Chúa muốn Đức Thánh Cha kết hợp với toàn thể các giám mục khắp thế giới thi hành việc dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Thiên Chúa sẽ cứu nước đó bằng cách này." Việc này đã được các Đức Thánh Cha Pio thứ 12, Phaolô thứ 6 thi hành nhưng không đạt điều kiện được yêu cầu. Nước Nga và thế giới được Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị dâng hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria ngày 13 tháng 5 năm 1982.
ròng rã một năm trời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chuẩn bị mọi việc, nhất là gửi thơ kêu gọi các giám mục toàn cầu kết hợp với Đức Thánh Cha trong việc dâng hiến này dịp Ngài tới Fatima cảm tạ Đức Mẹ đã duy trì mạng sống của Ngài. Lần này được coi là toàn thể các giám mục khắp thế giới theo tỷ lệ tối đa hợp ý với Đức Thánh Cha trong việc dâng hiến này. Và chỉ một số năm sau, nước Nga và khối Đông Âu đã trở lại như lời Đức Mẹ hứa. Xưa trong làng Fatima có Đức Mẹ Maria, Mẹ đến với đời, Mẹ nói với người những lời bao sắc tròn, những lời của Mẹ ru con. Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy siêng năng lần hạt mòn cô. Sùng kính trái tim Mẹ yêu, đây tiếng gọi Fatima nói với người muôn phương xa, hãy đến với Mẹ, hãy sống trong Mẹ, nghe lời Mẹ dẫn đưa, nhớ lời của Mẹ khi xưa. Mẹ nhắc người ăn năn thống hãy siêng năng lần hạt mòn côi, tháng năm qua Mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim Mẹ yêu. Fatima bao tâm lòng tươi như hoa, xin bước quay về thôi hết nao nề, theo Mẹ trên thế gian, có Mẹ rất dịu vui an. Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy siêng năng lần hạt mòn cô. Hãy sùng kính trái tim Mẹ yêu. Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy siêng năng lần hạt mòn côi. Tháng năm qua Mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim Mẹ yêu. Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm. Tại Montichiari, nước Ý, năm 1947 đến năm 1966. Người được Mẹ Maria chọn làm thông tín viên lần này là chị Pierina Gilli, lúc đó 36 tuổi. Và nơi Đức Mẹ hiện ra là một bệnh viện tại Montichiari, nơi chị Pierina làm việc. Montichiari nằm giữa vùng đồng bằng phì nhiêu của sông Po, cách San Damiano khoảng 98 cây số về phía tây bắc, cách thành phố Brescia khoảng 60 cây số về phía đông nam. Fontanelle là ngoại ô của Montichiari,
nơi chị Pierina Gilly chào đời ngày 3 tháng 8 năm 1911. Theo chỉ thị của Đức Giám mục Giáo phận Brescia là Đức cha đáng kính Jacinto Tredici, chị Pierina đã tới sống nhiều năm ở Brescia để giúp cho một tu viện. Ở đây, cha đáng kính Justino Carpin thuộc Đan viện Franciscan trở thành cha giải tội cho chị. Ngài cũng làm linh hướng cho chị nữa. Hôm đó, chị Pierina đang làm việc một mình trong phòng tại bệnh viện. Một vị phụ nữ tuyệt đẹp, Đức Mẹ, bất chợt hiện ra với chị. Đức Mẹ mặc áo dài màu tím, khăn choàng đầu màu trắng. Đức Mẹ rất buồn, mắt đẫm lệ, nhiều giọt lệ rơi xuống sàn nhà. Ngực Đức Mẹ bị ba mũi gươm xuyên qua. Đức Mẹ chỉ nói: "Cầu nguyện, thống hối, đền tội." Sau đó người nín thinh, những giọt lệ lóng lánh rơi xuống sàn nhà. Đức Mẹ biến đi. Chủ nhật 13 tháng 6 năm 1947, Đức Mẹ trở lại lúc sáng sớm. Lần này Đức Mẹ mặc toàn trắng, và thay vì ba mũi gươm là ba bông hồng, trắng, đỏ và vàng kim. Chị Pierina hỏi: "Xin người vui lòng cho con biết người là ai?" Đức Mẹ mỉm cười nói: "Mẹ là mẹ Chúa Giêsu và là mẹ tất cả các con." Lúc đó, Đức Mẹ ban thông điệp khá dài liên quan đến việc sùng kính mới dâng cho mẹ và những sắp xếp các dòng tu và linh mục. Đức Mẹ muốn ngày 13 hàng tháng được dành là ngày của mẹ Maria, ngày tôn vinh, hoa hồng huyền nhiệm. Và vào ngày này, Đức Mẹ sẽ ban cho những ai tôn vinh mẹ tràn đầy ân sủng và sự thánh hóa cao cả. Đến đây, Đức Mẹ giải thích ý nghĩa ba mũi gươm đã đâm vào ngực mẹ trong lần hiện ra trước. Lưỡi gươm thứ nhất là sự mất ơn gọi linh mục và tu sĩ. Lưỡi gươm thứ hai là các linh mục và tu sĩ sống trong tội trọng. Lưỡi gươm thứ ba là các linh mục và tu sĩ phạm tội, phản nghịch của Judas Iscariot. Những người này bỏ ơn gọi, mất đức tin cùng hạnh phúc vĩnh cửu và trở nên kẻ thù của giáo hội. Kế đến, Đức Mẹ giải thích ý nghĩa ba bông hồng. Bông hồng trắng có nghĩa là tinh thần cầu nguyện. Bông hồng đỏ là tinh thần đền tạ và hy sinh. Bông hồng hoàng kim là tinh thần ăn năn thống hối. Ngày 22 tháng 10 năm 1947, Đức Mẹ nói: "Con của mẹ mỏi mệt vì những xúc phạm triền miên và muốn thi hành đức công bằng của Ngài. Vì thế, mẹ đặt mình làm trung gian giữa Chúa và nhân loại, đặc biệt là những linh hồn được thánh hiến." Tại nhà thờ giáo xứ, ngày 16 tháng 11 năm 1947, một số người hiện diện thấy chị Pierina xuất thần. Đức Mẹ nói: "Con của mẹ, Chúa chúng ta mỏi mệt vì quá nhiều xúc phạm, những xúc phạm nặng nề, những tội chống lại đức trong sạch thánh thiện." Sau một chút, Đức Mẹ nói tiếp: "Chúa muốn gửi đến một trận lục khác hoặc một hình phạt khác. Mẹ đã can thiệp. Mẹ khẩn thiết yêu cầu các linh mục bằng tình yêu mà cảnh cáo mọi người rằng họ không được phạm các tội đó nữa."
Tiếp sau khi Đức Mẹ hiện ra ở nhà thờ xứ Montichiari, nhiều phép lạ nhãn tiền chữa lành bệnh đã xảy ra. Nhưng Đức Giám mục Jacinto Tredici, giáo phận Brescia, ra lệnh cho chị Pierina chấm dứt thị kiến và vào làm việc tại tu viện ở Brescia. Chị vâng lời và làm việc tại đây 19 năm. Trong thời gian này, các lần thị kiến hầu như không còn xảy ra. Nhưng vào tháng 2 năm 1966, khi chị Pierina đang cầu nguyện trong phòng, Đức Mẹ lại hiện ra cho chị biết Đức Mẹ sẽ hiện ra tại Fontanelli vào Chúa Nhật Phục Sinh, 27 tháng 4 năm 1966. Khi Đức Giám mục được báo cáo tin này, Ngài cấm chị Pierina không được nói với ai, cũng không được về Fontanelli. Dẫu vậy, chị Pierina đã đi cùng với một người bạn về Fontanelli và dừng lại nơi giếng nước cũ có bậc đá đi xuống. Chính tại giếng nước này, Đức Mẹ lại hiện ra sau kinh truyền tin. Đức Mẹ nói: "Con của mẹ yêu thương vô cùng, và Chúa gửi mẹ đến đây ban cho giếng nước này sức chữa lành bệnh tật, để làm dấu ăn năn thống hối và thanh tẩy. Con hãy quỳ gối và hôn bậc trên cùng này." Chị Pierina đã thi hành như Đức Mẹ dạy. Bây giờ, con lại hôn các bậc bước lên bước xuống và đặt ở đây một tượng chịu nạn. Bằng tay trái, Đức Mẹ ghi dấu nơi đặt tượng chịu nạn. Đức Mẹ nói tiếp: "Trước tiên, các bệnh nhân và các con cái của mẹ phải xin con của mẹ tha thứ tội lỗi họ. Kế đó, họ yêu mến hôn thánh giá này, sau đó múc nước uống. Con hãy lấy bùn, thoa vào hai bàn tay con, rồi rửa bằng nước giếng đó. Việc này cho thấy tội lỗi trở thành bùn và bụi dơ nơi trái tim các con cái mẹ, nhưng được thanh tẩy trong nước ân sủng, các linh hồn lại trở nên thanh sạch và xứng đáng hưởng ân sủng. Mẹ ước muốn các người bệnh tật và tất cả mọi con cái của mẹ đến giếng nước này. Nhiệm vụ của con là tại đây nhận các người bệnh tật và tất cả người cần con giúp đỡ." Tới đây, Đức Mẹ bay lên không trung. Người dang rộng hai cánh tay và áo choàng của mẹ phủ khắp khoảng mênh mông trên bầu trời. Nơi cánh tay Đức Mẹ có chuỗi mân côi màu trắng. Rất nhiều bệnh nhân tật nguyền được lành nhờ ăn năn thống hối và dùng nước giếng Đức Mẹ. Và sự việc Đức Mẹ hiện ra với chị Pierina được báo chính thức nhìn nhận. Vào thời gian này, xảy ra chuyện là một kiến trúc có tên Lâu đài Thánh Maria được rao bán. Có người định mua để biến nơi đó thành một hộp đêm ma quỷ. Tuy nhiên, các mưu kế đó bị phá tan và đức ông Luigi Novaresi đã mua lâu đài đó và biến thành nhà thương nối liền với viện dưỡng lão các linh mục. Ngày khánh thành long trọng, cha sở tại Montichiari, đức ông Rossi đã mời Đức Giám mục Fatima, Joao Pereira Vencancio tới dự. Bây giờ, chị Pierina được giáo quyền cho phép đón Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ tiếp tục hiện ra với chị ít nhất thêm 36 lần, tuy không đều đặn, cho tới hết năm 1976. Ngày 20 tháng 4 năm 1969, chị Pierina viết: "Đức Mẹ đã hứa ban dấu lạ trên trời để đẩy mau chiến thắng của người.
nơi dấu lạ xảy ra là nhà thờ ở Fontanelle. Tới ngày đó, nhiều người đã tới sớm để cầu nguyện. Trời giông bão, bầu trời đen kịt, gió lạnh. Thình lình, một khoảng trống hiện ra trên mây. Khoảng trống đó trở nên tối hơn cho tới khi tưởng chừng màn đêm xuống. Người ta nhìn đồng hồ, nhưng chỉ mới 4 giờ chiều. Giữa bầu trời đen kịt, người ta nhìn rõ các ngôi sao lóng lánh. Các ngôi sao tiếp tục chớp sáng cho tới khi một chiều thiên lớn gồm 12 ngôi sao hiện ra. Mặt trời từ xa tắp lúc này tới gần hơn, lớn hơn và xa xuống phía người ta, rồi đổi thành màu đỏ với nhiều tia sáng đẹp mắt. Mặt trời như rung rinh lắc lư vì gió bão và tưởng chừng rớt xuống. Mọi người hoảng hốt, nhiều người quỳ xuống cầu nguyện. Mặt trời ngừng rơi, bắt đầu xoay trên trục, phóng ra những ngọn lửa lớn xuống trái đất. Khắp bầu trời nhuộm đỏ, cảnh tượng kinh hoàng và không thể hiểu. Bất chợt, mặt trời trở lại khoảng trống đen lúc trước. Các đám mây trở thành màu trắng tuyết. Mặt trời bình thường lại xuất hiện, màu trắng bệch và vẫn còn trong khoảng đen rồi từ từ di chuyển. Mặt trời đứng im một lúc trong vòng chiều thiên 12 ngôi sao. Kế đó, mặt trời tách ra tạo thành hình thánh giá ánh sáng rực rỡ. Trong thời gian này, cả bầu trời đổi thành màu vàng. Mặt trời lại ra khỏi hành lang tối, tựa như sao chổi, nhưng lần này nó di chuyển từ từ, lắc lư và như nhảy tới nhảy lui. Một lúc sau, khoảng tối trở nên sáng lại. Các ngôi sao mờ đi. Mây vẫn còn bao phủ bầu trời. Nhiều người tại Lonato, cách xa 12 khoảng 13 cây số, nhìn thấy hiện tượng lạ mặt trời tại Monte Chiari. Đức Mẹ đấng trung gian mọi ân sủng. Tại Lipa, Phi Luật Tân, năm 1948 đến năm 1949. Lipa là một thị xã nhỏ gần thị xã Rosario thuộc tỉnh Batangas, cách Manila khoảng 10 cây số về phía đông nam. Lipa và Rosario thuộc vùng núi trên độ cao 500 mét. Dân cư vùng này sống thiếu thốn nhiều về vật chất. Tại đây có nhà dòng Carmel rất cổ kính. Các nữ tu Carmel tận lực giúp đỡ người nghèo khó tại đây. Trong số các nữ tu này là chị Teresita Castillo, người được Đức Mẹ chọn làm thông tín viên. Sau đây là câu chuyện của cuộc hiện ra do tác giả Michael Brown kể lại. 3 tiếng gõ cửa, một giọng nói và một mùi hôi thối. Tại tu viện Carmelo, cách xa thủ đô Manila khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe về phía nam. Một nữ tu tên là Teresita Castillo bị ma quỷ tấn công. Đó là ngày 31 tháng 7 năm 1948 tại nước Phi Luật Tân. Satan cố gắng xô đẩy nữ tu này ra khỏi dòng tu. Hắn để lại dấu vết không phải là dấu chân con người. Đa số các trường hợp mà Đức Mẹ Maria sắp hiện ra thì thường bị ma quỷ phá phách trước đó.
đến ngày 18 tháng 8 năm 1948, sau khi nữ tu Teresita bị ma quỷ đánh đập, thì người chị bị đầy những vết thương bầm tím. Hắn hiện ra trên bức tường và cho chị thấy có lửa chung quanh đầu của hắn. Rồi hắn biến đi. Chiều ngày 12 tháng 9 năm 1948, chị Teresita ở một mình trong vườn nhà dòng, nơi có nhiều cây nho gần bức tường. Chị nghe tiếng gọi tên chị. Chị quay lại nhìn xem ai gọi và thấy một đám mây trắng nhỏ ở trước khóm nho. Từ đám mây này tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Thoạt tiên, chị không nhìn rõ người trong đám mây. Từ đám mây tiếng nói vọng ra. Con đừng sợ, con hãy hôn đất đi. Con hãy làm bất cứ điều gì mẹ bảo con làm. Con hãy đến thăm mẹ tại chính chỗ này 15 ngày liên tiếp. Con hãy ăn một vài cọng cỏ đi. Ngày hôm sau, ngày 13 tháng 9 năm 1948, chị Teresita nhìn rõ Đức Mẹ trong đám mây. Đức Mẹ nói, người ta không tin lời mẹ. Con của mẹ, con hãy cầu nguyện nhiều vì sự đàn áp. Điều mẹ xin ở đây cũng là chính điều mẹ đã xin tại Fatima. Con hãy nói cho mọi người biết điều này. Sau thị kiến ngày 13 tháng 9 năm 1948, những cánh hoa hồng bắt đầu từ trời rơi xuống vườn, khắp khuôn viên nhà dòng, và bên ngoài nữa. Mặc dầu trời gió lộng, các cánh hoa đó không bị gió cản trở hoặc xáo trộn cho tới khi xuống tới đất. Các cánh hoa đó mới chịu ảnh hưởng của gió. Hàng trăm người đã lượm những cánh hoa có hương thơm ngào ngạt này. Trong 3 tháng, nữ tu Teresita tiếp tục cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng, thiêng liêng và đầy tình yêu mẫu tử của Đức Mẹ Maria. Chị được nói chuyện với mẹ ở trong vườn nho, trong ngôi vườn. Đức Mẹ đã hiện ra với chị Teresita đủ 15 lần. Một đôi lần, Đức Mẹ xưng mình là Mẹ Maria, đấng trung gian mọi ơn lành, và yêu cầu thiết lập một đài dâng kính Đức Mẹ tại chính nơi Đức Mẹ hiện ra. Những cánh hoa hồng không phải chỉ mưa xuống ngày 13 tháng 9 năm 1948, mà tiếp tục trong tháng 10 và 5 ngày liên tiếp trong tháng 11 năm 1948. Người ta thi nhau lượm hết các cánh hoa hồng này và cung kính giữ. Nhiều ơn lành bệnh nhờ uống nước nấu những cánh hoa hồng này được ghi nhận. Sau đó, cả tu viện, cả thành phố và mọi người đều chứng kiến hiện tượng kỳ diệu của thiên đàng. Hàng trăm và hàng ngàn người tụ họp tại tu viện để nhìn hiện tượng lạ xảy ra bằng chính đôi mắt họ. Đó là thành phố Lipa. Trước đó có một vụ tàn sát hung bạo trong thời chiến. Giờ này thì thiên đàng ban cho cả quốc gia này có những biến cố lạ lùng. Những hình ảnh Chúa Giêsu và các thánh hiện ra nơi những đám mây, có những cánh hồng mang hình Chúa Giêsu rớt xuống từ trên trời. Ai nấy đều bỡ ngỡ chiêm ngắm, đến nỗi Đức Giám Mục đến tu viện để nhằm chặn đứng hiện tượng ấy. Nhưng khi Ngài bước vào tu viện, thì một trận mưa hoa hồng rơi rớt trên Ngài. Tại Fatima, nước Bồ Đào Nha, cũng đã có lúc khi một đám đông tụ họp, thì họ thấy những đóa hoa hồng từ trời rớt xuống. Tại Fatima, người ta thấy hoa hồng hiện ra và biến đi trước khi hoa rớt xuống đất. Tại Lipa thì các cánh hoa hồng có màu đỏ, vàng, cam. Người ta nhặt được những cánh hoa đem về nhà làm kỷ niệm. Khi các nhà nghiên cứu các đóa hoa
thì thấy một số cánh hoa có xuất xứ từ nước Nga, một quốc gia ở cách Lipa gần 2.000 dặm Anh về phía Bắc. Trong cuộc hiện ra, có một con chim màu xanh đậu gần cành nho trong vườn, trông giống như cành bụi gai ở lỗ đức. Giống như thị nhân Lucia, chị Teresita được một thiên thần ban mình thánh Chúa cho chị. Khi các cánh hoa hồng rơi xuống, thì những người đứng xem đã báo cáo rằng có một thánh tượng Đức Mẹ Maria đã được khắc theo lời mô tả của nữ tu Teresita, thì miệng và hai bàn tay của thánh tượng Đức Mẹ cử động như đang đọc kinh và lần chuỗi. Mặt trời quay và nhiều người được chữa lành bệnh. Mẹ tự xưng tước hiệu là Đấng Trung Gian Ơn Lành, Mediatrix of Grace. Đức Mẹ Maria ban những lời dịu dàng sau: Hỡi con của mẹ, hãy cầu nguyện vì người ta không nghe lời mẹ. Con hãy nói cho các con cái của mẹ rằng sẽ có cuộc bách hại, bất ổn và chảy máu nơi quốc gia của các con. Kẻ thù của giáo hội sẽ cố gắng phá hủy đức tin mà Chúa Giêsu đã thiết lập và Chúa chết cho đức tin ấy. Giáo hội sẽ chịu đau khổ nhiều. Hãy cầu nguyện cho sự hoán cải của những kẻ tội lỗi trên toàn thế giới. Hãy cầu nguyện cho những ai từ chối mẹ và những ai không tin tưởng và không tín thác nơi mẹ. Con hãy loan truyền ý nghĩa của chuỗi kinh Mân Côi, bởi vì đó là một khí cụ bình an cho toàn thế giới. Hãy nói cho mọi người biết rằng phải cần sùng kính và cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi. Hãy truyền bá lòng sùng kính mẫu tâm vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Hãy làm việc sám hối cho các linh mục và nữ tu. Đừng sợ hãi, vì tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ làm dịu lại sự chai đá của những trái tim khô cằn. Và tình yêu mẫu tử của mẹ sẽ là sức mạnh đạp dập những kẻ thù của Thiên Chúa. Những gì mà mẹ xin ở đây cũng giống như những gì mẹ đã xin ở Fatima. Có những bí mật, nhưng nữ tu Teresita đã giữ bí mật trong hơn 60 năm qua. Bà tiết lộ một ít với một phóng viên rằng: Tôi sẽ kể cho bạn một chút. Một trong các điều bí mật là dành cho nước Trung Hoa, chứ không phải là nước Nga. Ngày 23 tháng 3 năm 1949, khắp cả thị trấn, mọi người bất chợt nhìn lên và thấy Đức Mẹ đứng giữa đám mây. Chung quanh Đức Mẹ có những vòng hào quang màu đỏ, xanh, vàng và lá cây. Hình ảnh Đức Mẹ trên đám mây này là hình ảnh ba chiều, vì một số người ở thẳng trước mặt Đức Mẹ thấy trọn vẹn khuôn mặt, nhưng những người ở phía bên nhìn thấy mặt Đức Mẹ đứng nghiêng. Đức Mẹ hiện ra lạ lùng này lâu trên 2 tiếng đồng hồ để những người từ Rosario tới kịp chiêm ngưỡng. Một số người nói họ thấy Đức Mẹ từ xa 5 hoặc 6 cây số. Khi thánh tượng Đức Mẹ Maria được tạc để cho mọi người đến chiêm ngắm và cầu nguyện, thì có nhiều hiện tượng lạ kỳ và mầu nhiệm xảy ra. Mùi thơm của những cánh hoa hồng tỏa lan từ ngày này đến ngày kia trên mặt đất, phía bên ngoài của dòng kín. Bầu không khí ướp đầy mùi hương hoa hồng ngào ngạt, làm cho hàng ngàn tín hữu và những người hiếu kỳ đến say mê chiêm ngắm. Một đài kính Đức Mẹ được lập tại nơi Đức Mẹ hiện ra và thánh đường Lipa được dâng kính Đức Mẹ, đấng bầu cử muôn ơn lành. Những cánh hoa hồng từ trời mưa xuống đã được bọc trong bao plastic và gửi đi khắp thế giới.
Lúc ấy, vị giám mục Lipa là đức cha Alfred Verzosa đã tin vào cuộc hiện ra và cho phép các tín hữu tôn kính Đức Mẹ là đấng trung gian mọi ân sủng. Năm 1948, Đức Mẹ Maria tiên tri những biến cố sẽ xảy đến. Mẹ phán: "Các con đừng ngăn cản nơi linh thiêng của Mẹ và đừng coi thường lời dạy dỗ của Mẹ." Sau đó, Đức Giám Mục Verzosa và Mẹ Bề Trên dòng kính rời khỏi chức vụ. Nữ tu Teresita buộc rời khỏi dòng tu. Đến năm 1951, vị Giám Mục Rufino Santos ra lệnh ngăn cấm việc tôn kính này. Giáo quyền ra lệnh bắt các nữ tu phá hủy mọi sự. Các nữ tu vâng lời và đốt hết nhật ký, các cánh hoa hồng và những tấm thiệp ghi lời cầu nguyện. Nhưng họ không đành lòng phá hủy thánh tượng Mẹ là đấng trung gian mọi ân sủng, cho nên họ gói kỹ tượng vào các bao bì và giấu ở một nơi kín đáo. Vào ngày 24 tháng Giêng năm 1991, hiện tượng cánh hoa hồng lại bắt đầu rơi từ trời xuống một lần nữa tại tu viện Camelo ở Lipa. Một vài ngày sau đó, 6 trẻ em đang chơi đùa trong khu vườn của tu viện, nhìn thấy tượng Đức Mẹ trở nên sống động. Lệnh cấm ấy kéo dài suốt 40 năm. Mãi cho đến ngày 12 tháng 9 năm 2015, Đức Tổng Giám Mục ở nước Phi Luật Tân mới công nhận việc Đức Mẹ Maria hiện ra tại Lipa, gần thủ đô Manila, vào những thập niên năm 1940. Ngay sau khi Ngài công nhận, thì lập tức có những hiện tượng lạ lùng xảy ra. Một tượng Thánh Du có tước hiệu là Đức Mẹ, đấng trung gian mọi ân lành tại thành phố Caloocan, Metro Manila, bắt đầu chảy dầu thơm liên tiếp từ ngày 14 tháng 9 năm 2015. Tức là chỉ 2 ngày sau khi giáo hội do Đức Tổng Giám Mục Ramon Aguiles đã công nhận cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Đức Tổng Giám Mục đã nói rằng: "Các biến cố và cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria vào năm 1948 tại Lipa và những hiện tượng siêu nhiên là những điều đáng tin." Đức Mẹ hiện ra tại Nesedda. Tại Nesedda, Wisconsin, Hoa Kỳ, năm 1949 đến năm 1951. Tại Nesedda, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, Đức Mẹ hiện ra với bà Mary Ann Hoof, lúc đó 40 tuổi, có chồng con. Bà nói: "Đêm 12 tháng 11 năm 1949, khi đang cầu nguyện, bà nghe tiếng khua trong phòng khách. Bà tới tìm hiểu thì thấy thứ gì giống như ánh sáng màu trắng. Thoạt tiên, bà nghĩ đó là một trong các con của bà. Nhưng khi nhìn kỹ, bà thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn có khăn choàng đầu. Bà sợ và lui vào trong phòng. Nhưng bóng đó đi theo, ngừng lại cách đầu giường của bà hơn khoảng 1 mét và đứng lặng lẽ nhìn bà. Bà Mary hết sức sợ hãi, nhưng rồi bóng đó biến đi. Thời gian lặng lẽ qua, đến ngày 7 tháng 4 năm 1950, bà thấy xác Chúa Giêsu trên thánh giá, treo trên tường, rực sáng và kích thước của tượng lớn gấp 2. Một tiếng nói từ tượng khổ giá vọng ra:
Này, con của cha, con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện tha thiết. Con của cha, con phải vác thánh giá nặng. Nhưng khắp thế giới, người ta phải vác thánh giá nặng hơn và đau khổ vì kẻ thù của Thiên Chúa nếu các con không cầu nguyện. Các con hãy cầu nguyện tha thiết bằng trái tim. Lễ Chúa Thánh Thần ngự xuống ngày 28 tháng 5 năm 1950, bà Marianne nói: Tôi thấy bóng mờ màu xanh ở phía mấy cây nhỏ trong vườn. Có tiếng bảo tôi rằng thánh nữ đến. Cho tới nay, tôi vẫn gọi người là thánh nữ vì tôi chưa thực sự biết người là ai. Tôi bước ra ngoài. Ngay khi bước ra khỏi cửa, bóng màu xanh lướt qua các ngọn cây rồi hiện thành hình Đức Mẹ. Người đứng cách mặt đất khoảng 1 mét, mỉm cười, hai tay dang rộng. Ngày 29 tháng 5 năm 1950, Đức Mẹ hiện ra nói với bà Marianne: Hỡi nước Mỹ, tỉnh dậy đi. Kẻ thù của Thiên Chúa đang bò khắp nước Mỹ. Tất cả mọi người phải cùng nhau hoạt động chống lại kẻ thù của Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện theo ý này. Các con phải cầu nguyện cho nước Nga trở lại. Ngày 16 tháng 6 năm 1950, lúc đó hơn 1.000 người tụ họp tại nhà gia đình Van Hoof và nơi thánh, nơi Đức Mẹ đứng khi hiện ra. Có Linh Mục Langowski, cha sở giáo xứ Thánh Francisco và các chúa giúp lễ cũng hiện diện. Đức Mẹ hiện ra ban thông điệp quan trọng. Với hàng giáo phẩm tại Hoa Kỳ, quá nhiều người các con tham lam vật chất và đặt khoái lạc trước nhiệm vụ. Các con phải tự khiêm và làm gương cho các tín hữu. Các con hãy nhớ, các con làm việc cho Chúa Giêsu ở trần gian. Các con phải tận lực kêu gọi đưa giáo dân của các con trở lại giáo hội. Nếu các con không nghe lời Mẹ lúc này, các con là những người đang suy thoái. Các con sẽ chịu đau khổ kinh khủng vì những bạo hành và hình phạt tương tự xảy ra tại các quốc gia bị thanh lọc, các nước cộng sản. Tất cả các con đều biết bom nguyên tử với sức hủy diệt của nó đang ở trong tay kẻ thù. Con hãy nói điều này với các linh mục của con và tất cả các linh mục khắp Hoa Kỳ và khắp thế giới. Có quá nhiều người coi xa hoa phè phưởng trọng hơn các nhiệm vụ của họ đối với Thiên Chúa. Các con đừng gây chiến với nhau. Ghen ghét hận thù giữa các tôn giáo chính là điều kẻ thù đang mưu cầu. Các linh mục phải là những mục tử đích thực, trương cao chân lý và đường lối của luật Chúa, không phân biệt một ai. Giữa trưa ngày 15 tháng 8 năm 1950, Đức Mẹ ban cho bà Marianne thông điệp dài mà chỉ một vài phần được trích sau đây. Kẻ thù ở khắp các ngành của chính phủ, lực lượng dân sự, truyền thông, quân đội, hàng linh mục, các mục sư và cả những người giúp việc khách sạn. Các nữ gián điệp làm việc cho kẻ thù bay tới bay lui các thành phố. Nữ phái của họ giúp họ đi lại dễ dàng. Có tới 30.000 cán bộ cộng sản được huấn luyện làm linh mục để xâm nhập giáo hội công giáo. Hàng ngũ các mục sư cũng bị những mục sư đỏ xâm nhập và vận động hủy diệt các tôn giáo. Tất cả phải cùng nhau hoạt động chống lại kẻ thù của Thiên Chúa, mà nó,
tay sai ma quỷ, lúc này rất mạnh. Các con hãy nhớ các giới răn, đường thánh giá, vì kẻ thù của Thiên Chúa hiện diện khắp nước Mỹ. Hẳn các con ngạc nhiên khi bộ áo lông chiên được lột ra và chúng sẽ xông lên. Khắp chung quanh các con, mặc dầu một số hoạt động như là Kitô hữu, chúng có Satan trong tim. Các linh mục không thể đơn phương làm việc này. Người Công giáo cũng không thể đơn phương làm việc này. Đó là lý do tất cả phải làm việc chung với nhau, không phải bằng ghen tị và hận thù, mà bằng yêu thương người khác. Hững hờ và phạm thượng làm đau lòng Chúa chúng ta. Vũ khí chỉ hủy diệt và tiếp tục hủy diệt. Nhưng tất cả các con phải nhớ những lời mẹ cảnh cáo tại Fatima, Lipa và La Salette. Mẹ cảnh cáo các con ngày đó, mẹ lại cảnh cáo các con nữa. Sự tàn phá của Cộng sản lúc này khởi đầu tại Triều Tiên, nhưng sẽ không ngừng tại đó nếu chúng ta không cầu nguyện. Nó chỉ mới khởi đầu tại Triều Tiên. Một nửa nước Mỹ lâm chiến với kẻ thù của Thiên Chúa. Mặc dầu những người mộ mến Đức Mẹ tuôn đến Nisada và được nhiều phép lạ lành bệnh, cải hối và những sự lạ lùng được nhiều người chứng kiến tại chính nơi hoặc gần nơi Đức Mẹ hiện ra với bà Marianne. Giáo quyền địa phương liên hệ phạt vạ treo bà Marianne và 6 người nhiệt thành nhất phổ biến tin tức và thông điệp của Đức Mẹ tại đây. Đức Mẹ hiện ra tại Jerusalem. Tại Jerusalem, Do Thái, năm 1954. Chúng ta đều biết Jerusalem, thánh địa ơn cứu chuộc, đã trải qua bao nhiêu thay đổi và phân chia. Suốt dòng lịch sử, Jerusalem đã bao lần đẫm máu phân tranh, tàn phá. Ngày nay, Jerusalem là thánh địa của Do Thái giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, gồm chính thống giáo, Công giáo La Mã, Công giáo gốc Ai Cập, Công giáo gốc Syria và Gregorian Armenian, Hồi giáo. Ngày nay, Jerusalem là thủ đô của hai quốc gia Do Thái và Palestine và là điểm luôn nóng. Không xa mộ thánh Chúa Giê-xu có đền thờ mái đá tròn của Hồi giáo. Các thánh đường, hội trường, đền thờ xen kẽ nhau. Trong bối cảnh Jerusalem này của năm 1954, Đức Mẹ hiện ra tại trường học Thánh Anthony, Ai Cập. Đức Mẹ hiện ra lần này không phải chỉ với một hoặc số ít người được thị kiến. Đức Mẹ hiện ra với tất cả các học sinh lớp 5 tại trường học này. Khoảng 11 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 1954, các học sinh lớp 5 đang học giáo lý tại trường Thánh Anthony. Những học sinh nhỏ tuổi này gồm các tín hữu theo Công giáo Ai Cập, Công giáo La Mã và Hồi giáo. Sau giờ giáo lý, các em học sinh đang nghỉ ăn trưa, một vài em nhìn ra cửa sổ. Bất chợt, các em đồng thanh la lên: "Đức Trinh Nữ! Đức Trinh Nữ!" Các em la lớn: "Người đứng đó đó, phía bên kia sân gần cửa sổ." Các em nhận ra Đức Mẹ vì người mặc áo màu xanh và có hào quang màu trắng chung quanh. Toàn thể học sinh ùa tới cửa sổ và tất cả đều nhìn thấy Đức Mẹ. Các cô giáo không nhìn thấy Đức Mẹ nhưng không thể nào làm cho các em rời khỏi cửa sổ trở về chỗ. Lúc đó, người thư ký nhà trường được kêu tới.
Người này không nhìn thấy Đức Mẹ và bảo các em học sinh đừng ngớ ngẩn. Sau khi làm cho các em trở lại chỗ, ông ra lệnh cài cửa để các em không ra sân được. Chỉ ít phút sau, các học sinh lại đồng thanh reo hò. Lần này, Đức Mẹ hiện ra với các em ngay trong phòng lớp. Một vài em nói Đức Mẹ lướt bay. Một số khác nói Đức Mẹ bước đi trên nền nhà. Đức Mẹ hiện ra lần này lâu, chừng 5 phút, hoặc ít nhất lâu đủ để lôi kéo nhiều người lớn. Những người này trước kia không thấy Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ đứng trước mặt các học sinh, người rực rỡ hơn, và những người lớn hiện diện thấy một bóng mờ và khuôn hình người. Kế đó Đức Mẹ biến đi. Tin Đức Mẹ hiện ra với các học sinh lớp 5 tại trường Thánh Anthony được mau chóng loan truyền khắp nơi. Sau đó, nhà trường cho các học sinh ra về. Rất nhiều người đến thăm, quan sát lớp học. Nhà thờ Công giáo Coptic, Ai Cập, sở hữu trường học nơi Đức Mẹ đã hiện ra, được nhiều người và khách hành hương đến viếng. Ngày 25 tháng 7 năm 1954, một tuần lễ sau khi Đức Mẹ hiện ra nói trên, có tới hơn 200 người trong nhà thờ khi hát kinh chiều. Những người này gồm Kitô hữu và Hồi giáo. Khi vị linh mục đang hướng dẫn hát kinh, toàn thể mọi người đồng loạt la lên. Khi vị linh mục nhìn lên, Ngài hết sức sửng sốt đến độ không thể tiếp tục hát kinh. Vì vị linh mục cũng như tất cả mọi người trong nhà thờ nhìn thấy rõ ràng Đức Mẹ di chuyển ngay trên đầu từng người hoặc ở giữa họ. Đức Mẹ hiện ra lần này lâu, khoảng 15 phút. Có nhiều người tới sau và hầu hết những người mới tới này cũng nhìn thấy Đức Mẹ. Kế đó, Đức Mẹ biến đi từ từ. Tờ Coptic Patriarch Journal đăng tin này. Đức Giám mục Giáo hội Công giáo gốc Ai Cập nói: Đức Mẹ không đến vì chúng tôi. Người đến vì nơi này là nơi thánh. Chỉ vài thước trong chu vi đồi Gogota và mộ Thánh Chúa. Sau khi Đức Mẹ hiện ra, những căng thẳng giữa khối Ả Rập và Do Thái lên cao độ, nhất là tại vùng Gaza các năm 1955 và 1956, bất chấp Liên Hiệp Quốc can thiệp. Ngày 29 tháng 10 năm 1956, Do Thái tấn công lãnh thổ Ai Cập. Và chỉ trong một ít ngày, Do Thái chiếm vùng Gaza và bán đảo Sinai. Anh và Pháp chiếm vùng kênh đào Suez để giữ cho kênh đào khỏi bị phá hủy. Quân Liên Hiệp Quốc được gửi tới để bảo vệ hòa bình giữa Do Thái và Ai Cập. Đức Mẹ hiện ra tại San Damiano. Tại San Damiano, Ý Đại Lợi, năm 1964. San Damiano là một làng thuộc vùng núi cách Milan khoảng 70 cây số về phía đông nam. Bà Rosa Quattrini được người địa phương gọi là Bà Má Rosa. Trong năm 1961, bà bệnh bướu trong ruột, đã nhiều lần điều trị tại bệnh viện Piacenza. Lần nằm bệnh viện cuối cùng, những bướu đó ăn qua vách ruột, phát chứng sưng màng bụng, một bệnh làm đau đớn và chết người. Bà Rosa được cho xuất viện về nhà chờ chết. Lúc đó bà 52 tuổi. Ngày 29 tháng 9 năm 1961, bà nằm trên giường đau đớn lăn lộn và được bà dì Adele săn sóc
một phụ nữ tới nhà bà là quyên tiền cho cha Pio, Padre Pio, vị tu sĩ danh tiếng ở tu viện Capuchin tại San Giovanni Rotondo gần Foggia. Người phụ nữ đó trạc 25 tuổi, rất đẹp, tóc vàng. Phụ nữ đó mặc áo dài màu xanh xám cũ kỹ và mang xách tay màu đen. Bà nói bà từ xa tới. Người phụ nữ là xin phép bà dì Adele để thăm bà Rosa. Khi chuông thánh đường vang lên báo hiệu kinh truyền tin, vị phụ nữ yêu cầu bà Rosa cầu nguyện kinh truyền tin với bà. Sau đó, vị phụ nữ bảo bà Rosa bước ra khỏi giường và đưa tay cho bà Rosa vịn để đứng lên. Lúc đó, vị khách đặt tay vào những chỗ đau đớn trên mình bà Rosa. Lập tức, bà Rosa được khỏi bệnh, khỏi cả bệnh xương màng bụng, cả bướu ruột. Sự lành bệnh lạ lùng này về sau được y khoa xác nhận là phép lạ. Khi bà Rosa quỳ gối mắt đẫm lệ trước mặt vị phụ nữ, người bảo bà đi San Giovanni Rotondo gặp cha Pio. Bà Rosa đã thi hành điều này khi bình phục hoàn toàn và quyên góp được tiền. Khi bà Rosa tới San Giovanni Rotondo, cũng chính vị phụ nữ trẻ đó hiện ra với bà, nói cho bà biết người chính là mẹ hay an ủi và mẹ những người đau khổ. Chính Đức Mẹ dẫn bà Rosa tới gặp cha Pio rồi biến đi. Theo chỉ dẫn của cha Pio, bà Rosa tận hiến phục vụ các bệnh nhân tại Piacenza. Khoảng 2 năm sau, cha Pio ngưng việc bà Rosa phục vụ bệnh nhân và bảo bà phải trở về nhà vì một sứ mệnh quan trọng đang chờ bà. Bà Rosa trở lại San Damiano vào năm 1963, nhưng không có sứ mệnh nào quan trọng rõ ràng cho tới ngày 16 tháng 10 năm 1964. Hôm đó, trong khi bà Rosa đang nguyện kinh truyền tin, bà nghe tiếng từ bên ngoài gọi. Bước ra khỏi nhà, bà gặp Đức Trinh Nữ đứng trên cây lê. Đức Trinh Nữ bảo bà Rosa rằng người sẽ đến thăm bà mỗi thứ sáu và ban thông điệp để báo cho thế giới. Để chứng minh sự thật Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ nói sẽ cho bằng chứng. Thứ nhất là làm cho cây lê trổ bông trái mùa. Đức Mẹ bảo đào một giếng nước ngay bên cây lê, rồi Đức Mẹ biến đi. Sáng hôm sau, cây lê đầy bông và hương thơm ngào ngạt. Hiện tượng này gây chấn động khắp miền. Trong 17 ngày, hàng ngàn người hiếu kỳ và phóng viên đã đến nhìn những bông lê lạ lùng. Hàng trăm tấm ảnh đã được chụp và đăng trên báo chí. Giếng nước đã được đào ngay và nước giếng chữa được người mù, câm, điếc, bất toại và những thứ đau đớn khác, và nhiều người ăn năn trở lại. Vào thứ sáu kế, Đức Mẹ hiện ra với bà Rosa trên cây lê trong khi nhiều người hiện diện chung quanh bà. Đức Mẹ hiện ra với bà Rosa tại cây lê này vào mỗi thứ sáu suốt 13 năm liên tiếp. Khi hiện ra ngày 9 tháng 11 năm 1969, Đức Mẹ nói: ba lần, mẹ sẽ mặc áo đỏ như hôm nay. Sau ba lần này, Thiên Chúa Cha hằng hữu sẽ thi hành công lý. Nếu các con không xin tha thứ, nếu các con không ăn năn thống hối mọi tội lỗi và những phạm thượng này. Tới đây, bà Rosa xuất thần. Sau đó, bà tường thuật rằng Đức Mẹ đến trên cây lê, người mặc áo toàn màu đỏ, trong ánh sáng hết sức huy hoàng vĩ đại đến độ chiếu sáng khắp thế giới.
có toàn thể các thiên thần và các thánh tử đạo, những vị đã hy sinh mạng sống cho Chúa Giê-xu. Ngày 17 tháng 10 năm 1967, một số người chụp được những tấm ảnh nơi Đức Mẹ hiện ra. Trong hình, cho thấy một bóng sáng mờ mờ. Bóng đó rõ ràng hình một phụ nữ mặc áo dài và có hào quang bao quanh. Phía dưới chân bóng sáng là những nhánh lá ở ngọn cây lê. Ngày 8 tháng 12 năm 1967, Đức Mẹ làm phép lạ mặt trời trước mặt khoảng 2.000 người hiện diện, mà một nửa số này từ Pháp, Thụy Điển, Đức, Nam Tư, Áo, Hoa Kỳ, Canada và nhiều quốc gia Nam Mỹ. Đám đông quan sát mặt trời vũ với những tia sáng muôn màu rực rỡ trong nửa giờ. Biến cố này đã được nhiều người thu hình. Ngày 8 tháng 12 năm 1968, hàng chục ngàn người từ khắp nơi hiện diện gần cây lê, nơi Đức Mẹ hiện ra với bà Rosa. Có tới 30 linh mục người Pháp đứng gần cây lê. Tới một lúc, bà Rosa yêu cầu mọi người gấp dù của họ lại. Trời mưa liên tiếp từ hôm trước. Lúc đó, cũng như tại Fatima, người ta được chứng kiến nhiều dấu lạ mặt trời. Các dấu hiệu lạ lùng này được nhiều người chụp hình. Các chuyên gia nghiên cứu các tấm ảnh này nhưng không thể giải thích các hiện tượng này. Đức Mẹ hiện ra với bà Rosa gần 700 lần trong 13 năm liên tiếp, chỉ dạy, kêu gọi, phiền trách nhân loại nhiều lắm. Rất tiếc, chúng tôi chỉ sơ lược sau đây. Qua các thông điệp gửi bà Rosa, Đức Mẹ cho thấy người đau lòng vì nhân loại lầm lạc bội bạc. Những thông điệp này theo chủ đề: ma quỷ hung hăng lan tràn khắp nơi trên thế giới. Như thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1970, Đức Mẹ nói: Mẹ bị xúc phạm ở đây, thế giới. Mẹ bị khinh bỉ, bị phạm thượng quá mức. Điều này làm cho mẹ đau lòng vì nhân loại không thấy rằng mẹ đến để cứu tất cả. Một số thông điệp về tai ương sẽ xảy ra khắp hoàn cầu nếu nhân loại không ăn năn thống hối, mà điển hình là: con gái của mẹ, con phải báo cho cả thế giới biết mọi người phải cầu nguyện vì Chúa Giê-xu không còn sức vác nổi thánh giá nữa. Mẹ muốn tất cả các con, người tốt và người xấu, đều được cứu rỗi. Mẹ là mẹ yêu thương, là mẹ tất cả mọi người. Và các con là con mẹ. Vì thế, mẹ muốn tất cả các con được cứu độ. Mẹ đến cũng để kêu gọi cả thế giới cầu nguyện vì các hình phạt sắp xảy ra. Trong thông điệp ngày 9 tháng 9 năm 1969, Đức Mẹ nói: các con của mẹ, các con đừng sợ, vì mẹ sẽ đến. Phải, mẹ sẽ đến ở giữa các con và mọi người sẽ thấy mẹ. Trong thông điệp ngày 7 tháng 5 năm 1970, Đức Mẹ hứa: mẹ luôn ở đây với các con, ngày, đêm. Bao lâu thông tín viên của mẹ còn sống, mẹ sẽ luôn ở đây. Bà Rosa Quattrini, thông tín viên của Đức Mẹ tại San Damiano, từ trần ngày 8 tháng 9 năm 1981, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Ngày 29 tháng 12 năm 1966, Thánh Bộ Đức Tin tuyên bố việc khổ biến các mặc khải, hiện ra, phép lạ, và đến những nơi có việc thiên đàng hiện ra không còn cần phải được giáo quyền cho phép.
quyết định đó được Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu phê thuận. Thank you.